Em A xin kính chào tất cả anh em mình đã quay trở lại và theo dõi kênh Đăng Khoa Audio nha. Clip hôm nay thì em sẽ giới thiệu với anh em mình là loa bass ha, loa sub và có cái cặp kèn Yamaha này em mới về hàng rất là đẹp anh em nha. Và một cái bộ phân tần có thể đánh cho super chép rất là tuyệt vời luôn. Và bây giờ thì em sẽ đi vào chi tiết clip nha và sẽ báo giá từng món một cho anh em mình tiện việc theo dõi và mua hàng nha. Và đầu tiên đây thì em sẽ quay trước cho anh em mình là một cái bộ phân tần của Onkyo dòng monitor anh em nha. Có model là Onkyo Monitor 2000. Đây là một cái dòng loa kiểm âm của hãng Onkyo và bộ này là phân tần 3 đường tiếng anh em. Anh em mình có máy super chép đấu vô bộ phân tần này thì nghe cực kỳ sướng luôn nha. Bộ này là 3 đường tiếng đánh cho bass, trung và chép anh em nha. Và dải bass của con này xuống là 25 Hz nha. Đó, anh em mình có mấy con bass mà xuống sâu quá đánh nghe cực kỳ hay luôn ha. Và cái dải cao của nó là lên tới 45kHz nha, lên tới 45.000 Hz anh em, cực kỳ là rộng luôn nha. Anh em mình có máy super chép đấu vô cái phân tần ngõ chép này thì chơi cực kỳ là tuyệt vời luôn. Và những cái bộ phân tần này thì nó nằm trên những cái thùng rất là cao tiền nha, rất là cao tiền. Thì hầu như là không có những cái phân tần rời như thế này bán nhiều trên thị trường đâu. Cho nên là anh em mình có nhu cầu thì mình alo cho em sớm nha. Em thì lại rất là thích sưu tầm những cái hàng nó như thế này nha. Đó. Thì nói chung bán mấy cái này thì nhập vào cũng rất là cao nè. Nhưng mà sưu tầm được những cái nó độc lạ như thế này thì nó ít hàng thì để cho anh em mình chơi thì nói chung cũng rất là đáng anh em nha. Và nhìn nó rất là thích anh em ạ nha. Đây thì còn cả trạm loa ha, trạm loa xịn sò luôn em nha. Đây thì Onkyo Monitor 2000 nha, trạm loa bằng kim loại anh em. Và đây là bộ phận về cái bo mạch phân tần nha. Keo, những cái keo này keo zin 100% hết anh em, hãng có đủ keo hết luôn nè. Tất cả là nguyên zin 100% nha. Và dưới này là bo mạch đồng ha, còn rất mới luôn anh em. Và những cái vết mực niêm phong và những cái mối hàng zin 100% của hãng hết nha. Rồi em sẽ quay luôn cái này nha. Đó, anh em mình có thể xem đây ha. Đó, tất cả linh kiện nè, anh em mình thấy ha, hãng đều chấm mực lại hết anh em. Những hàng monitor, những hàng cao cấp như thế này thì hãng đều chấm mực lại hết nha. Đây anh em ha, và tất cả linh kiện là còn nguyên keo niêm phong nha, chưa tháo, chưa thay thế, sửa chữa bất cứ thứ gì nha. Zin 100% cho anh em mình nha, chơi những hàng này là phải zin anh em ạ nha. Đây linh kiện nè, anh em mình thấy ha. Đó. Ngoài này thì mấy cái dấu bắt ốc đồ thôi ha. Đó. Và chân tụ, chân trở đâu nè, anh em mình thấy là còn nguyên keo niêm phong nha. Đây là bo mạch đồng ha, đó, và những cái chấm mực. Cái bên đây thì hãng chấm bằng mực đỏ ha, còn cái nãy em quay là hãng chấm bằng mực đen anh em. Nhưng mà nguyên zin 100% của hãng nha, hãng người ta làm như vậy đó anh em nha. Zin là zin 100%. Đây anh em nha. Đó. Tổng thể về hai bo đây, những cái mối hàng nè, zin đét hết nha. Và linh kiện ở phía trên keo niêm phong nguyên bản hết của hãng nha. Rồi, cái bộ phân tần của Onkyo Monitor này nha. Đây là một cái bộ phân tần của loa kiểm âm và rất là gấu của hãng Onkyo luôn anh em. Một cặp này nó nặng khoảng 80kg anh em ạ. Hình như là cặp này nặng nguyên thùng của nó nặng 80kg, cực kỳ gấu luôn nha. Tiếng loa của nó phải nói là cực kỳ gấu luôn. Anh em mình có mấy loa xịn, loa ngon á, anh em mình lắp bộ này ha, nghe cực kỳ phê. Dải tần nó đáp ứng từ 25 ha. Cái dải bass nó xuống 25 Hz. Anh em mình có mấy con bass mà tiếng trầm tốt quá, lắp vô nghe cực kỳ phê. Và dải cao là lên tới 45kg nha. 45.000 Hz thì anh em mình có mấy con super chép lắp vào nghe cũng cực kỳ hay luôn nha. Bộ này giá là 1.800.000 anh em nha, giá là 1.800.000. Tất cả trên màn ảnh anh em mình đang thấy đây là một bộ nha, đó một bộ của nó thôi. Và dây của nó thì cũng khá là to anh em ạ nha, dây khá là to luôn, dây xịn sò ha. Là còn như trên video nè, em quay xa thì em sẽ gửi cho anh em mình đúng 100% là như vậy nha. Rồi ba đường tiếng đánh cho bass trung chép nha, anh em mình chơi super chép đồ rất là tuyệt vời luôn. Và anh em mình có mấy con super chép, anh em mình có thể lấy một phân tần đó về để mà chơi riêng super chép không cũng được anh em, không cần phải chơi đủ ba lo nha, chơi mấy lo là hoạt động mấy lo anh em. Và đây thì mới về một cặp loa Beuner nha, cặp loa Beuner từ đôi ha, từ đôi. Và đây là logo của Beuner nha, có mã là SWM1032. Loa này được sản xuất tại Nhật anh em nha. Và con này được thiết kế là hai nhện nha, và cái con nó rất là cao anh em nha. Nó loa nguyên zin ha, nguyên zin hoạt động tốt anh em nha. Đó. Thì tất cả keo chỉ đó là zin 100% hết của hãng nha, anh em có thể thấy. Và con này được thiết kế là hai nhện anh em, và màn loa của nó rất là đẹp luôn. Con này nó đánh cái màn loa nó nhúng nhìn rất là sướng anh em ạ. Còn để em đo đường kính vành tròn cho anh em mình xem nha. Vành tròn của em nó là 13,5 nè ha, và đo phủ ra tới ngoài luôn là khoảng 15 phân hơn nha. Thì cái cặp này là anh em mình đang cần tìm những cặp lo mà nó đẹp ha, thì mình lấy về mình chơi nha. Màn lo con này thì thiết kế không có gân anh em nha, không có gân, thiết kế hai cái nhện ở phía dưới ha. Và cái màn lo này khi đánh thì nhìn cực kỳ là đẹp luôn nha. Nó và đây là những cái vết keo zin 100% của hãng nha. Keo zin 100% và trứng giữa nón lo thì sẽ có một cái lớp lưới ha. Lớp lưới này nhiệm vụ của nó là nó thoát hơi và ngăn bụi lọt vào phía bên trong đó anh em nha. Đó, và bộ phận con lo đây, nhìn thấy cái con phía bên trong luôn anh em ạ nha. Con là con nguyên zin ha. Anh sẽ soi cho anh em mình cùng xem luôn nè. Đó, con rất là đẹp anh em ạ nha. Màu đồng còn rất là đẹp luôn ha. Tất cả là nguyên bản nha. Rồi, và cái bên đây cũng vậy anh em nha. Cái bên đây cũng vậy. Nó được thiết kế là con đồng ha, con đồng và keo chỉ đó là nguyên zin 100% nha. Anh em có thể thấy đây.
và bộ phận củ lo ha, xương lo, nó xương màu đỏ anh em nha, xương màu đỏ, và đây là bộ phận màng lo ha, màng lo của cái còn lại nha. Rồi cặp lo của Bioner này giá là 1,3 triệu cho anh em mình nha, cặp này giá là 1,3 triệu, anh em mình có nhu cầu thì mình alo cho em nha, có một cặp ha. Và đây là một cái cặp lo bát ha, cặp lo bát 30 anh em nha, đo đường kính phủ bì của em nó là 32 phân. Anh em nào mình đang có những cái thùng lo mà lắp bát 32 thì mình liên hệ cho em nha. Thường khi nó về 30,5 là nhiều, 32 này thì nó cũng không có nhiều lắm anh em nha. Con này được thiết kế là màn ha, màn màu nâu anh em nha, màn màu nâu nhìn khá là đẹp anh em nha. Và được thiết kế là gân vải ha, gân vải 8 dầu, gân vải này thì còn rất là mềm cho nên mình về sử dụng thoải mái luôn. Những cái cặp lo gân vải này đa phần em sẽ tuyển những cặp lo mà gân còn ngon anh em nha. Anh em mình có thể thấy đây, gân rất là mềm. Thì những cặp này cho tiếng bass rất là hay nha, tiếng bass rất là mềm đó, và ngọt ngào. Và màng giấy ha, màng giấy nón giấy, và đây là bộ phận keo nón loa nha. Màng của nó có một cái màu nâu ha, màu nâu khá là đẹp anh em nha. Và đây là chiếc bên đây ha, chiếc bên đây đó, màng cực kỳ đẹp luôn. Anh em mình có thể xem đây ha, em quay như thế này thì anh em mình xem rất là kỹ nha. Keo nón loa đây ha, những cái vết trắng trắng này là nó dính mấy cái xốp hàng về, dính xốp em chưa có vệ sinh đó anh em nha. Đó, hàng về thì em chỉ quay luôn ha, quay luôn, và kể cả những cái bụi này nè anh em mình thấy nè ha, em cũng chưa có lau luôn nè. Đó, anh em mình thấy mấy cái vết bụi nó bám ha. Đó, rồi em sẽ cùng lật lại nha. Con này được thiết kế là xương gan đúc nha, xương gan đúc. Cặp lo bát này, cặp lo bát của Datom nha, Datom. Cặp lo bát này được sản xuất tại Nhật nha, hàng sản xuất tại Nhật. Ở đây nó cũng sẽ có dập nổi chữ Made in Japan trên cái xương lo luôn nha. Và bên đây cũng vậy anh em nha, xương gan đúc bát 32 phân nha. Rồi và đây là bộ phận con lo nha, con là con nguyên zin nha anh em, con là con nguyên zin đó. Và ở phía dưới nó sẽ có những cái lỗ để thoát hơi cho con lo khi đánh công suất lớn, và nó cũng sẽ giúp tản nhiệt cho con lo rất là tốt nha anh em nha. Cái bên đây cũng vậy anh em nha, cái bên đây cũng vậy. Thì những cái dòng lo này ngày xưa hãng người ta dán keo không đều là chuyện đương nhiên nha. Đó, em sẽ quay lại rõ ràng cho anh em mình cùng xem nè. Tại vì nói chung là em bán này thì sẽ có rất là nhiều anh em mình mới chơi hàng bãi ha. Đó, cho nên là em sẽ quay rất là rõ cho anh em mình có thể tham khảo nha. Đó, con là con nguyên zin 100% nha anh em nha. Con nguyên zin 100%, anh em có thể thấy ha. Và chiếc bên đây cũng vậy anh em. Những cái dòng lo này thì ngày xưa hãng người ta làm bằng thủ công ha. Đó, cho nên là keo của đôi khi nó không đều là chuyện bình thường nha. Nhưng mà anh em mình quan trọng là mình phải nhìn vào cái chất lo và cái chất keo của nó anh em nha. Cái keo xịn nhìn là biết liền à nha. Còn nói chung là em sẽ quay lên, em sẽ quay rất là rõ, tại vì anh em mình mua hàng của em đa phần là ở xa nha, cho nên em cố gắng phục vụ anh em mình hết sức có thể ha. Rồi cặp lo bát của Datom bát 32 này giá là 2,4 triệu cho anh em mình thôi nha, giá là 2,4 triệu ha. Tiếng bát rất là mềm và ngọt ngào anh em nha, anh em mình có nhu cầu thì mình alo cho em ha. Và đây là một cái con súp ha, con súp bát 30, con này là đích đồng luôn anh em nha, đích đồng luôn. Và con này là 30cm này ha, 12 inch nè. Lo chở kháng là 4 ohm nha, ổn ohm, và công suất là 200W RMS này ha, và 600W bit nè anh em nha. Đây là subwoofer nha, subwoofer có mã là SWF304G. Con này đánh tiếng rất là hay anh em ạ, ha, hàng Made in Sabang nha. Hàng này lâu lâu mới có thôi, thường ngày kiếm không ra đâu anh em nha. Con này được thiết kế là xương gan đúc ha, xương gan đúc luôn. Đó, và cọc lo anh em nhìn cọc lo cái là ghiền luôn nè. Ở dưới này thì nó có con bảo vệ lo nữa anh em nha. Nó có con bảo vệ lo nằm dưới này màu vàng nè. Đó, nguyên zin của hãng nha, chứ không phải là độ chế gì đâu nha. Nguyên zin của hãng người ta trang bị đó nha. Và cái con này thì cũng phù hợp công suất với con lo này luôn, cho nên là nó rất là bền anh em. Tỷ lệ hỏng cái lo này thì sẽ rất là khó khăn nha. Đó. Và ở dưới này cũng là đế thép AB cũng đều là bằng đồng hết anh em ạ nha. Đây, hàng Made in Japan nha, sản xuất tại Nhật anh em nha. Đó, bát 200 ha. Đó, rồi em sẽ quay về bộ phận con lo cho anh em mình xem nha. Con là con nguyên zin nha, con nguyên zin. Em sẽ soi đèn luôn cho anh em mình xem cho nó rõ ràng nha. Đó, anh em thấy ha, ở dưới còn bụi nữa kìa anh em nha. Đó, đâu chút bụi, mấy trắng trắng là bụi, vệ sinh là sẽ đẹp thôi nha. Đây anh em, mấy trắng trắng này thì lấy khăn lau cái là sẽ đẹp thôi nha. Đây nè, đó, anh em mình thấy ha, em khều khều thôi là đã đẹp rồi nha. Rồi em sẽ quay về bộ phận màng lo nha. Cái con súp 3 tấc này ha, nó giá là 2 triệu anh em nha, đích đồng nha, con súp 3 tấc 2 triệu ha. Đó, được trang bị đích đồng, và những con ốc này cũng hình như là bằng đồng luôn anh em ạ. Và cọc lo này anh em nhìn cọc lo là kết luôn ha. Cọc lo nhìn ghiền luôn anh em ạ ha, hàng xịn sò nha. Đây. Rồi, em sẽ quay về bộ phận màng lo nha. Con này được thiết kế là màng ha, màng giấy ha, màng giấy, và nón là nón lõm nha, nón lõm, và có chữ bát 200 trên đây luôn ha. Và gân của nó là gân cao su. Gân cao su này có đường kính là 30
gần 31 phân anh em nha, gần 31 phân, login 100% hoạt động tốt nha. Rồi con bát súp này giá là 2 triệu đồng nha. Anh em mình có nhu cầu thì mình alo cho em ha. Bát súp về này mình thay cho súp hơi, súp điện gì cũng đều được. Con này đánh tiếng cực kỳ hay trong tầm tiền luôn, rất là gấu anh em nha. Anh em mình thay súp điện karaoke thì rất là tuyệt vời. Và đây là mỗi cặp kèn Yamaha nha. Dòng này thì em cũng đã có từng bán rồi anh em, và hôm nay thì có được một đôi nha, có được một đôi. Đây anh em. Và con này là hỏng gen nha, hỏng gen. Đó. Con này hỏng gen mẫu vịt ha, có chiều ngang là tới 42 phân rưỡi nha, 42 phân rưỡi. Và chiều cao là khoảng 12 phân hơn ha. Và chiều sâu nha, chiều sâu tính từ cái đít cũ ha, tính từ cái đít cũ lên tới trên luôn là khoảng 36 phân nha, tính từ đít lên tới đây luôn khoảng 36 phân. Hỏng là hỏng gen ha. Hỏng gen nguyên zin của hãng nha, hỏng gen mẫu vịt anh em nha, hỏng gen mẫu vịt. Cặp này thì còn khá là đẹp anh em, và bộ phận cũ lo đây nha. Những cái keo này là keo zin hết của hãng nha, keo nguyên zin hết của hãng ha. Đây anh em mình thấy nè. Đó, và đây là bộ phận hồng lo nha, hồng lo đó. Hồng kèn rất là sâu anh em nha, con này tiếng rất hay luôn, em đã bán rất là nhiều hàng rồi. Lâu lâu thì nó mới có hàng chứ nó không có về một lần mà nhiều cặp được anh em nha, mấy dòng này thì rất là hiếm ha. Và đây là cặp chép kèn của Yamaha, có model là GA4201 nha, nó lo có trợ kháng là 8 ohm ha, 8 ohm, và công suất là từ 8 ohm 20W anh em nha, 8 ohm 20W, và giải tần đáp ứng là từ 800 cho tới 20.000 Hz nha anh em nha. Và con này hãng người ta ghi chỉ có 20W vậy thôi, chứ nó nằm trên cái thùng lo 4 tấc đó anh em nha. Nó đánh chung với lại con bát 4 tấc đó, nhưng mà hãng người ta ghi là công suất đầu vào chỉ có 20W thôi nha. Hàng được sản xuất tại Nhật nha anh em nha. Đó, hàng được sản xuất tại Nhật. Và lo là xin nguyên bản hoạt động tốt nha, còn rất là đẹp anh em nha. Và đây là bộ phận cũ lo còn lại ha. Rồi cặp kèn Yamaha CA4201 này, hàng xin đẹp nha. Cặp này giá là 7 triệu đồng. Anh em mình có nhu cầu thì mình alo cho em nha. Rồi và clip em xin được kết thúc tại đây. Em xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em mình trong clip tiếp theo nha.